Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn cộng đồng của đài truyền hình Sài Gòn Network 51.3. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có dịp trở lại để mà phỏng vấn và nói chuyện với ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận. Trong phòng thâu thì chúng tôi có Trung tá Trần Quốc Anh là chủ tịch cộng đồng, cũng như là anh Trương Minh Tính là tổng thư ký, để mà lên thư chuyện với quý vị, tường trình với quý vị về đợt ủy lạo cơn bão Michael tại Florida, mà đại diện của hội đồng đại diện cộng đồng tại thành phố Houston và vùng phụ cận đã đến ngay tận thành phố Panama của Florida để mà chia sẻ những cái món quà, những cái số tiền đóng góp của quý vị đến nạn nhân của cơn bão Michael tại Florida. Thì hôm nay, trong lần trước thì chúng tôi nhớ là có nói chuyện với chị Hồng Yến cũng như là anh Trương Minh Tính rồi. Nhưng mà đã lâu thì chúng tôi lại có dịp nói chuyện lại với ông chủ tịch cộng đồng của chúng ta là Trung tá Trần Quốc Anh. Thứ hết thì xin chào anh Trần Quốc Anh và anh Trương Minh Tính ạ. Chào anh Hưng Nghị, chào anh Trương Minh Tính và kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network. Trương Minh Tính xin kính chào toàn thể quý đồng hương đang theo dõi đài Sài Gòn Net. Chào Hưng Yên, chào Quốc Anh. Dạ vâng, thì tiện thể thì xin hỏi sơ cái chuyện cá nhân anh ông chủ tịch của chúng ta một chút. Là Trung tá Trần Quốc Anh là hiện bây giờ là công tác, coi như đang thực hiện cái nhiệm vụ của mình, cái chức vụ của mình và công việc như thế nào ạ? Vâng, như quý vị biết là tôi là Trung tá Trần Quốc Anh, lục quân Hoa Kỳ. Thì hiện nay á là trách nhiệm về vụ như là personnel rồi là nhân sự cho một tiểu đoàn khoảng chừng 1.000 người. Ngàn người mà gọi là medical professional, như là có bác sĩ, y tá. Khi mà chúng tôi đi đâu đó thì có như là một cái setup, một như nhạc thương vậy. Như là quý vị coi phim Mass hay là Cats á, thì y chang như vậy. Đó là Quốc Anh, cái tiểu đoàn của Quốc Anh đang ở San Antonio, mà Quốc Anh là dự bị cho nên làm một weekend, một tháng, một cuối tuần thôi. Dạ vâng, công việc cũng không đến nỗi căng thẳng lắm phải không ạ? Thì bây giờ thì ok, dự bị thì ok, nhưng mà lúc mà trước khi đi á và đi thì nó nhiều việc hơn. Dạ. Trung tá rồi lương cao không ạ? Lương của trung tá thì cũng ok, cũng cũng đủ sống. Thì lúc mà mình đi active duty ấy, thì lương rất là cao, tại vì lương chiến tranh này kia nó cộng lại rất là nhiều. Mà lương bây giờ thì nó tính ngày. Thì là có 30 ngày, mà mình đi có 4 ngày thì nó cho 4 ngày thôi. Dạ vâng. Chúng tôi có anh Trương Minh Tính. Chúng tôi được biết là ngoài cái vấn đề phục vụ là tổng thư ký, anh là một kỹ sư. Kể một chút công việc hiện tại của anh ạ. Thưa anh, tôi làm engineer năm nay là được 31 năm. Dạ vâng. Dạ, lúc xưa thì tôi làm cho NASA. Anh kỹ sư gì ạ? Tôi kỹ sư về computer. Oh, dạ, dạ. Dạ, dạ vâng. Hiện tại giờ tôi làm cho một cái hãng oil and gas. Chắc lương cao lắm á. Khá với anh em mình. Chúng tôi hỏi gì cho cân bằng. Cũng vừa đủ sáng. Dạ vâng. Làm công ty dầu thì đương nhiên dầu hỏa đó đương nhiên lương hơn nhân viên kỹ sư đó, đúng không? Của chính phủ phải không ạ? Đúng. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta vào cái phần chính là ban đại diện cộng đồng muốn có một cái thời gian để tường trình với quý vị về cái buổi ủy lạo tại Florida mà chuyển những cái số tiền của đồng hương đã đóng góp đến nạn nhân của cơn bão Michael tại Florida. Thì bây giờ thì chúng tôi nhường lời cho bên phía anh Trần Quốc Anh cũng như anh Trương Minh Tính, thì không biết ai là cái người mà chia sẻ đầu tiên, chắc có lẽ là mời anh Trần Quốc Anh. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì như quý vị đã biết là khi mà bão Michael, bão Florence đánh vào North Carolina và bão Michael đánh vào Panama City thì anh em chúng tôi rất là quan tâm. Tại vì mình biết những nạn nhân của Harvey tại Houston này phải cực khổ như thế nào sau khi bão tới. Thì anh em chúng tôi đã suy nghĩ và chúng tôi đã kêu cho Hội đồng Liên Tôn của Houston, và thầy và cha đã nhắc nhở là ok, tụi con đi coi đi, xem có cần thiết thì mình sẽ vận động. Thì ngay cái một tháng trước đó, thì anh Trương Minh Tính, Hồng Yến, anh Văn Đình và Quốc Anh cũng đi thăm, đi North Carolina for báo Florence,
và đi Panama City cho báo Michael. Thì cũng may là Florence nó đánh phá nhiều, nhưng mà chỉ có 11 nạn nhân ở Việt Nam ở trên đấy thôi. Thì các cộng đồng ở Florence, các cộng đồng ở North Carolina và South Carolina và Georgia đã giúp rồi. Nhưng mà khi mà chúng tôi xuống Panama City thì thiệt hại rất là nhiều. Phải nói là thiệt hại hơn là Harvey, mà báo chí truyền thông của Mỹ thì không nói nhiều. Bởi vậy chúng tôi đi về đó, chúng tôi vận động gây quỹ, và chúng tôi cũng có sự đóng góp của cộng đồng liên bang. Cộng đồng liên bang có khoảng 50 cộng đồng người Việt quốc gia đó hợp tác để mà làm việc chung với nhau, và chúng tôi đã gây quỹ, và hội cộng đồng chúng ta đã gây quỹ là walkathon trước cái khung viên của Sài Gòn Network này, rồi có ca nhạc ở cho BC Club thì cũng thu được một số tiền. Nhưng mà số tiền này cộng lại tất cả các cộng đồng khác nhập lại thì nó mốc đủ một số tiền để chia sẻ cho nạn nhân. Mà cái chuyện vui là như vậy này, không những cộng đồng của chúng ta bắt tay làm việc, mà các cộng đồng bạn ở các nơi đã giúp tay, và không những là giúp tiền bạc mà còn tới phát quà cho nạn nhân nữa. Đấy là cái điểm son mà Quốc Anh muốn chia sẻ cho mọi người, là anh em chúng ta không có đơn độc phải không? Đơn độc nữa, bây giờ có rất là nhiều người làm chung với nhau. Dạ vâng, cảm ơn Trung tá Trần Quốc Anh chia sẻ một cách tổng quát. Xin hỏi Trương Minh Tính một chút, là cái này tổng số tiền hay là hiện vật hay là quà, những gì mà cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận mang đến Florida là tiền hay là còn gì nữa, và tổng số tiền là bao nhiêu ạ? Cảm ơn anh Hương Yên. Thưa quý đồng hương, sau khi gây quỹ, chúng tôi gom chặt lại hết thì contribute cho tổng số tiền là 30.000 đồng từ Houston. Vâng. Dạ. Thì tổng số tiền mà những cộng đồng khác gây quỹ với nhau thì được 70.000. Mà có nghĩa là về tổng cộng hết đó là 70.000. 70.000, nhưng Houston chúng ta đóng góp là 30.000. Như vậy là 40%. Dạ. Vâng. Và đồng thời là một số đồ chơi do Trung tá Trần Quốc Anh vận động để có một số đồ chơi cho mấy em là nạn nhân của bão Michael. Dạ vâng. Thì tổng số hồ sơ chúng ta có được là khoảng 101 hồ sơ. 101 gia đình đấy. 101 gia đình, và mỗi gia đình được khoảng 700 đồng. Wow. Nhưng mà chúng tôi muốn lắng nghe bên phía các anh chia sẻ một chút về cái tình hình của đồng hương chúng ta ở bên đó sau cơn bão như thế nào, công việc ổn định chưa, nhà cửa ra làm sao, và cuộc sống tâm trạng họ ra sao. Vâng, kính thưa quý vị, thì trước khi mà tháng trước đó Quốc Anh và anh Trương Minh Tính tới thăm á, thì điện nước sau một tháng rồi mà người ta vẫn chưa có điện cho nước, nhà của người ta mái thì thành blue room, blue top hết rồi, như là hobby của mình á, đều có cái bạt xanh. Nhưng mà trong á, mình thấy mình interview hai vợ chồng rất là trẻ, có đứa con như là 4 tháng rồi 7 tuổi. Người ta ở một phòng, nhưng mà mấy phòng kia cái trần nhà nó bị rớt xuống, rồi furniture phải che, mới lấy cái bạt che mà người ta vừa ở vừa sửa. Đấy, quý vị. Và sau này chúng tôi trở lại thì người ta cũng làm được một số, nhưng mà cũng chưa hoàn tất, cũng có nhiều chỗ mà chưa sửa được. Mà bây giờ xuống thì trước chúng tôi xuống đi ăn McDonald's cũng không có cái tiệm McDonald's cho mình ăn nữa, phải đi cả nửa tiếng hồ qua thành phố khác mới được ăn. Mà bây giờ thì tôi thấy như là sandwich, như là Subway với cái nhỏ nó lên rồi, nhưng mà mấy cơ sở thương mại lớn thì chưa có. Bởi vậy sau 3 tháng rồi á, 2 tháng rồi ấy, mà tình hình ở đây vẫn là tan hoang. Thành phố phi mà muốn giúp nhưng mà rất là nhiều. Mà một vụ nữa là nếu mà người ta đồng hương mình muốn sửa cái mái nhà đó cũng không đi mua được, tại ở Florida thì nó regulation nó khó hơn, là chính phủ insurance nó cần những cái người mà sửa cái mái nhà của mình ấy phải có certified, phải có bằng đàng hoàng, bằng cấp đàng hoàng nó mới bán insurance. Cho nên mình muốn sửa cũng không được, mình phải đợi mấy đứa contract tới. Mà kính thưa quý vị, contract rất là nhiều nhà, cho nên tới lượt cái nhà mình không cũng đợi cũng rất là lâu. Bởi vậy rất là tội nghiệp cho những người đang ở đó. Dạ vâng, cảm ơn Trung tá Trần Quốc Anh. Anh Trương Minh Tính bổ sung thêm, mà chúng tôi cũng muốn lắng nghe cái tường trình của những quý vị đây đi tới tận mắt để chứng kiến. Chúng tôi rất là muốn biết cái tình hình đồng hương của ta như thế nào. Thêm anh Tính chia sẻ thêm chi tiết ạ. Dạ thưa anh, thưa quý đồng hương, chúng tôi lái xe ngày 22 tây
lái xe lên tới tận Panama City kết hợp với những hội đoàn của cộng đồng bạn, cộng đồng ở Florida và những tiểu bang khác. Thì cái điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là tu viện Quan Âm ở một cái chùa cũng bị tàn phá, và ni sư Thích Thanh Diệu Giác có đứng ra để connect với những đồng hương, thông báo cho đồng hương chúng tôi đến. Thì chúng tôi phát tiền cái điểm đầu tiên ngày 22 Tây, và ngày hôm sau thì chúng tôi mời tất cả những đồng hương nạn nhân tới nhà thờ giáo xứ Pedro and Paulo. Và ngày hôm đó thì chúng tôi tất cả các cộng đồng bắt tay với nhau để set up những cái dãy bàn để process giấy tờ, rồi chúng tôi lại có một cái buổi văn nghệ để gọi là văn nghệ Giáng sinh, và một cái bữa ăn rất là đạm bạc với các quý đồng hương. Thì đó là cái mà cái touching mà làm cho những người đồng hương họ rất là cảm động. Và ngày hôm đó thì đặc biệt là có ca sĩ Hoàng Quân, là nữ ca sĩ của Asia, cũng lái xe cũng qua bên đó để giúp vui. Và đặc biệt là chúng tôi rất là cảm động khi nhìn thấy cư sĩ Trần Hiến là đang đi vacation nhưng lái xe lên tới Palma City để gặp chúng tôi, gặp những nạn nhân. Và đặc biệt là thầy Quyền Việt là chủ trì cái chùa Liên Hoa. Hương Nguyên biết là nguyên đêm hôm đó thầy lái xe từ Houston một mình và lên tới đó là vừa đúng cái giờ mà tổ chức phát tiền. Nó rất là cảm động, làm cho những đồng hương ở tại Panama City rất là giống touching. Dạ vâng. Yeah. Và nhất là khi mà họ nhận được cái check, họ không biết là mình phát bao nhiêu, nhưng mà khi nhận được cái check 700 họ rất là vui. Dạ vâng. Họ rất là chúng tôi nghĩ rằng là những món quà đó thật là ý nghĩa, mang cả những cái tấm lòng của đồng hương chúng ta đến cái nơi. Chúng tôi nghe tới Trung tá Trần Quốc Anh nói rằng là bây giờ FEMA nó giống như là quy định cái luật là phải có những người license mới sửa nhà được. Có nghĩa là chúng ta có tiền đó mà chưa chắc cũng đã sửa được. Vì vậy chờ get license cho tới những người mà construction đó, người ta phải làm tới phiên mới được. Cho nên có lẽ là cũng rất là khổ sở. Nhưng mà thêm một chút rất là nhanh thôi, thưa Trung tá Trần Quốc Anh, là cái chương trình để mà trợ giúp cho những người nạn nhân đó, nó có khá lắm không? Nó có được không? Mặc dù có chờ, nhưng mà cái chương trình họ sẽ cho bao nhiêu mỗi gia đình hay là sao? Hay là cũng không đáng nhiêu? Thì mình theo mình biết thì không đáng bao nhiêu. Mà cũng may là phần đông là bị gió thổi bay may mái nhà, cho nên insurance bảo hiểm thường ở nhà đó nó cũng cho một số, nhưng mà FEMA đó thì nó cho rất là ít. Nhưng mà mình nghe nói là nó cũng chậm chạp như ở đây vậy thôi. FEMA rất là chậm, tại vì FEMA năm trước là ở đây, rồi 2 tháng trước khi Michael thì ở Florida, North Carolina, mà giờ đến Michael, cho nên là mấy cái người này ở giữa đằng sau, cho nên đợi hơi lâu, và tiền chắc FEMA cũng hết, từ từ nó cũng hết rồi, cho nên nó làm việc rất là khó khăn hơn. Nhưng mà người ta cũng được cái insurance của mình, bảo hiểm của mình cũng cover được một số tiền. Nhưng mà tới bây giờ thì người ta như là đang ở nhà mà mùa đông mà Noel mà không có sửa nhà, đang sửa tất nhiên là không có cây Noel rồi. Bởi vậy chúng tôi cứ mang rất là nhiều quà tới tặng cho mấy con em của họ, nâng được một tí niềm vui, không những người lớn mà còn trẻ em nữa. Dạ vâng, nghe Trung tá Trần Quốc Anh nói tới cái chuyện niềm vui, chúng tôi hỏi anh Trương Minh Tính thì cái đời sống tinh thần ở đó đồng hương chúng ta làm sao, có buồn bã hay là có bị căng thẳng lắm không ạ? Thưa anh, ở thành phố Panama City thì không có cộng đồng người Việt, nhưng mà được là cái tu viện Nam Hải có ni sư Thích Thanh Diệu Giác, và ở nhà thờ các thánh Thánh Paulo and Pedro thì có cha Nguyễn Tính. Đây là hai vị lãnh đạo tinh thần là dùng cái lời giảng để xoa dịu cái nỗi đau khổ của người nạn nhân ở trong cái bão Michael. Nhưng mà công việc của đồng hương chúng ta ở đó thế nào, rồi nó kết hợp một cái cuộc sống tinh thần đó làm sao? Thưa thì tôi lúc mà chúng ta phát tiền, chúng ta có phỏng vấn các những đồng hương đó, thì có người nói là tôi không có bảo hiểm, nhưng mà nhà tôi thì hư hại khoảng mười mấy 20 ngàn, mà FEMA cho khoảng 1.000 đồng.
Dạ, thì cái đó là cái tâm trạng của những người mái thì vẫn che mái xanh, có những cái khu mà bị sập thì vẫn là như vậy. Dạ vâng. Thì cứ chen chúc sống tạm che lại sống hàng ngày, thì cái tinh thần của đồng hương rất là, tôi thấy tôi rất là tội. Dạ vâng. Dạ. À, một câu ngắn nữa trước khi chúng tôi nói một chút về chuyện khác đó. Như vậy là cái này thì hơi tò mò một chút. Chúng ta đồng hương chúng ta quyên góp được 30.000 tại Houston, Texas, cả vùng Texas luôn, hay là cho Houston và vùng phụ cận đó. Yeah, và, Houston. À, nhưng mà dạ, tôi hơi correct tí xíu. Yeah. Qua cái walkathon với lại cái buổi nhân nghề thì cái số tiền mà đóng góp được từ những đồng hương thì cũng được 10,000 thôi, nhưng mà cộng đồng góp thêm một tí nữa để được 30.000 quỹ của cộng đồng, quỹ của cộng đồng để bỏ vô đó. Dạ, dạ vâng. Dạ. 30.000 đó thì kể cả quỹ của cộng đồng trích ra. Dạ. So với Cali thì mình đang đứng ở vị trí nào vậy? Muốn tò mò hỏi. Anh có biết cái số Cali đóng góp bao nhiêu? Cali thì không có. Cali thì mình nói với các cộng đồng Cali lo về cái nạn cháy. Cho nên Cali lại Oregon, Washington, họ lo về nạn cháy. Mình chia việc ra mình làm. Có nghĩa chúng tôi đang tò mò, bởi vì Houston, Texas là khoảng 30.000, thì lớn như Cali là bao nhiêu, để chúng ta có cái coi chúng ta tự hào về cái thành phố của chúng ta, đúng không? Nhưng mà có lẽ là Cali lo vụ cháy rồi, cho nên là tha cho Cali phải không? Dạ vâng. Còn một chút nữa là chúng tôi hỏi này cũng hơi thẳng thắn một chút, là chi phí cho toàn thể những người đi đó để trong cái cuộc ủy lạo đó là tự bỏ tiền túi hay là trích cái khoản trong quỹ ra để mà phục vụ cho những chi phí đó? Thưa, về cái vấn đề mà chi phí, riêng bản thân tôi móc tiền túi ra để đi tháp tùng với đoàn. Dạ, mọi người khác thì sao ạ? Dạ, vâng, như là thiện nguyện viên như là Tâm Mai, Tâm Minh Tâm, và đóng như máy bay $700 để bay tới đấy để làm thiện nguyện viên thôi đó. Toàn là những cái tiền đó là tự chúng tôi trả ra. Dạ vâng. Và chúng tôi để làm rõ thêm để cho cái ban tổ chức có cơ hội chia sẻ là cái những chi phí đó là tự lo hết, còn cái tiền đồng hương đóng cũng như chi phí của cái quỹ của cộng đồng trích vô độ 30.000 là trọn vẹn cho đồng hương, phải không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng. Còn một vài phút nữa thì chúng tôi hỏi nhanh một chút, có ông chủ tịch ở đây tiện thể là nghe nói cộng đồng bây giờ là có lẽ như là hoạt động cũng rất là tích cực trong vấn đề hội chợ đêm cũng như là gây quỹ. Nghe nói là cái tình hình trả pay off cái trụ sở cộng đồng đến đâu rồi. Chúng tôi được nghe chủ tịch, phó chủ tịch cũng như anh tổng thư ký nói là làm sao kết thúc nhiệm kỳ này là xong toàn bộ tiền mortgage, tiền này tiền kia cho cái trụ sở cộng đồng. Thì bây giờ muốn chính nghe lời của ông chủ tịch cộng đồng nói ra sao ạ? Vâng, lúc mà mình trách nhiệm lắm cái trách nhiệm của trụ sở cộng đồng á, mình lợi như là $400.000. Thì anh em nghĩ là mình trong hai nhiệm kỳ mình phải trả được, nhưng mà trong mình cũng rất là lo. Nhưng mà cũng may là các anh em trẻ có ý kiến hay, rồi lập ra cái chợ đêm, rồi mình làm những cái chương trình rất là lớn và thâu được cũng một số tiền. Bởi vậy á, cho năm nay á, chỉ có 5 năm thôi mà anh em chúng tôi đã gây quỹ và đã trả dứt cái món nợ của cộng đồng. Tất nhiên là kính thưa quý vị có một trụ sở cộng đồng đáng giá trên 250.000 là thuộc về cộng đồng, nó gọi là equity đó, là thuộc về cộng đồng, mà năm này chúng tôi đã trả hết. Đấy là cái niềm vui mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà trả hết rồi mà còn cái quỹ tiếp tục dư nữa là coi như là rộng rãi để mà sử dụng, phải không ạ? Thưa anh, mục đích cái mission của cộng đồng anh em chúng tôi là phục vụ quý đồng hương, vấn đề phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó thì những cái chương trình quỹ ban cứu trợ thiên tai vẫn tiếp tục hoạt động. Có nghĩa là trên nước Mỹ có những nơi nào mà cần giúp đỡ thì đó là cái phần đó sẽ đi về giúp nạn nhân. Ngoài đồng hương ở Houston, chúng ta giúp những người ngoài tiểu bang tuyệt. Dạ vâng, cảm ơn Trung tá Trần Quốc Anh, cảm ơn anh Trương Minh Tính, hai người, những người thực hiện trong rất là tự thực hiện những cái chuyến cùng với những người khác đến để ủy lạo cho những nạn nhân của cơn bão Michael tại Panama City, tiểu bang Florida, đã tường trình với quý vị. Xin cảm ơn quý anh đã đến tham dự chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phỏng vấn cộng đồng lần sau.